Đây, xin chào em nha. Hôm nay em mới mở xin giới thiệu em đây một cái sản phẩm siêu nhân nha, những siêu anh hùng đó, màu đỏ rất đẹp ha, hai chân nè, co tới co lui được nè, ý đó, ngầu kia không, cầm cái súng dài AK nó trường rồi. Sau đó mình sẽ thấy cục pin vô đây đó, pin vô đây, hai cục pin đó, rồi xong để vô đó. Rồi đây công tắc nè, bật bơi ghê không, nhồi quá là nhồi luôn. Rồi thả xuống luôn, mới đi bụp bụp bụp. Ôi, siêu anh hùng phát hiện được một cái chỗ mới, siêu anh hùng đi.